ơi, xin chào mọi người. Đã lâu lắm rồi thì Ngọc và Tết Up mới có cơ hội được trải nghiệm những sản phẩm mới của nhà Huawei đây. Thì như các bạn cũng đã biết, Huawei từ lâu đã không còn bán smartphone mới ở thị trường Việt Nam nữa. Thay vào đó là hãng đã tập trung vào các sản phẩm điện tử khác như là tai nghe nè, đồng hồ thông minh và đặc biệt là laptop nha. Và ngày hôm nay thì Ngọc muốn mang đến một chiếc laptop mà Ngọc đã có cơ hội được sử dụng trong một khoảng thời gian đủ lâu để có thể chia sẻ nó đến cho mọi người. Đó chính là chiếc Huawei MacBook 14. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu video nha. Ok, Huawei MacBook 14 được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ tháng 2 năm nay với mức giá khoảng 22 triệu đồng. Bây giờ hình như là mức giá của nó đã tốt hơn luôn rồi đó. Cho nên là trong tầm giá này thì Ngọc thấy đây là một chiếc laptop có rất nhiều điểm nổi bật và đáng mua. Đầu tiên thì đặt vào mắt của Ngọc sẽ là một thiết kế đơn giản nhưng mà vẫn toát lên được một vẻ đẹp cao cấp. Mặt A và hầu như toàn bộ vỏ và khung đều được làm từ nhôm nguyên khối. Máy có độ mỏng ở mức vừa đủ để có thể nhét được khá khá các cổng kết nối cần thiết như là hai cổng USB-A, một cổng USB-C, hỗ trợ sạc và đi kèm với máy là một bộ công suất 65W. Máy mỏng thì tất nhiên là sẽ không nặng rồi. Trọng lượng của Huawei MacBook 14 chỉ tầm khoảng 1,49kg, phù hợp cho một chiếc laptop có màn hình 14 inch nhỏ gọn. Nhắc đến đây thì phải nói đến màn hình, một yếu tố mà mình thích nhất trên chiếc Huawei MacBook 14 này. Trong tầm giá này mà chúng ta có một thiết bị chính hãng, màn hình thì viền cực mỏng luôn, độ phân giải cao là 2K luôn nha. Đây là một màn hình với tấm nền IPS, độ bao phủ màu là 100% sRGB và đặc biệt là tỷ lệ 3:2 vô cùng hợp lý. Với tỷ lệ này thì chúng ta sẽ lời được hai thứ. Thứ nhất, máy có màn hình là 14 inch nhưng so với kích thước tổng thể với nhiều mẫu laptop khác thì chỉ bằng laptop 13 inch mà thôi. Thứ hai, màn hình tỷ lệ 3:2 này giúp chúng ta hiển thị được nhiều nội dung hơn, không gian làm việc của nó cũng sẽ rộng hơn và giúp ích được nhiều trong quá trình sử dụng hàng ngày. Chưa hết, đây còn là loại màn hình gương nữa nha các bạn. Màn hình gương thì sẽ luôn cho chúng ta cái cảm giác đã hơn về thị giác nhiều so với lại màn hình nhám. Mọi thứ được hiển thị trên màn hình gương thì nó sẽ đổi khối rõ hơn, rõ nét hơn, chi tiết cũng làm tốt hơn nữa. Có điều là nó cũng sẽ dễ bám bụi và dấu vân tay hơn, nên các bạn chịu khó khi mà chúng ta sử dụng thì kiểm tra thường xuyên hơn nha. Vì là một màn hình có độ phân giải cao và độ chính xác màu cũng tốt, nên mình có thể tận dụng để làm đồ họa 2D cơ bản hay là edit hình chẳng hạn. Trải nghiệm xem phim và xem video thì cũng rất là trọn vẹn, kết hợp cùng với hệ thống loa kép có công nghệ âm thanh vòm, nghe khá là hay. Sau màn hình, thứ mà chúng ta thường xuyên sử dụng với laptop nhất thì chắc phải là bàn phím và chắc bác rồi nhỉ. Đúng vậy, chiếc máy này sẽ có một cái bàn phím gõ rất là êm tay, cảm giác gõ thì có độ nảy vừa phải, Ngọc không cần phải dùng quá nhiều lực, hoặc phím cũng không có hiện tượng ọp ẹp như nhiều dòng laptop khác, nên khi gõ nhanh, gõ mạnh thì cái cảm giác bàn phím này nó vẫn rất là chắc chắn. Chắc bác thì có phần diện tích khá là lớn, đủ để chúng ta có thể thao tác thoải mái. Phía trên bàn phím một chút thì cũng có một cái nút nguồn kim bảo mật vân tay và tốc độ của nó thì khá là nhanh và chính xác. Nhưng mà vì trước đây laptop cũ của mình không có cái này nên phải làm quen một thời gian với tính năng này. Điểm chưa của phần bàn phím này có lẽ nằm ở phần đèn nền. Mặc dù là có thể điều chỉnh được hai mức độ sáng nhưng mà mình cảm thấy là nó vẫn hơi tối tối, không được sáng cho lắm. Nếu mình ở trong phòng có ánh sáng nhẹ và cần phải thấy bàn phím. Mà quên nữa, sở dĩ cái màn hình của máy mỏng như vậy là nhờ webcam của máy đã được tích hợp vào giữa phím F6 và F7 trên đây nè. Khi mà không sử dụng thì nó sẽ chìm xuống bên dưới vỏ máy và khi cần ấn vào thì nó sẽ trồi lên. Cảm giác chất lượng của camera thì chỉ ở mức tạm thôi, bị cái là từ góc độ ở dưới lên thì sẽ thấy nọng của người dùng mất. Đến với phần sức mạnh của Huawei MacBook 14 thì máy chạy con chip là Intel Core i5-1135G7 với 4 x 8 luồng, xung nhịp tối đa có thể boost là 4.2GHz. CPU tích hợp là Intel Iris Xe, khá là ổn với hầu hết các tác vụ đồ họa cơ bản. Mình sử dụng là CapCut, Premiere để dựng thì đều ok hết. Hay là Photoshop thì cũng là rất là mượt mà luôn. Thậm chí là nếu mà mình muốn có thể chơi được một vài những cái tựa game Xbox nhẹ nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn. Mặc dù phiên bản mình đang sử dụng chỉ có 8GB nhưng mà thực tế mình dùng thì rất nhiều tab song cùng một lúc và máy vẫn có thể xử lý mượt mà, không có độ trễ. Chỉ khi nào mà mình cần sử dụng song song với các ứng dụng đồ họa thì nó mới hơi bị khẩn khẩn thôi. Pin của máy thì nó tốt so với mình. Chủ yếu mỗi ngày mình check mail, soạn hợp đồng, sắp xếp lịch, rồi nhắn tin, lướt web, đọc báo thôi thì máy trụ được khá là lâu, khoảng 7-8 tiếng lận á. Còn hôm nào thì team có chạy deadline thì mình cũng có lao vào phụ những cái công việc đồ họa 2D cơ bản thì máy hoạt động được tầm 5 tiếng. Đây là một con số mà mình cho là tốt, cộng với bộ sạc USB-C 65W thì mình thấy rất là tiện lợi. Khi mà giờ đây mình chỉ cần một bộ sạc như thế này là mình đã có thể sử dụng trong cả một ngày.
máy tính bảng hay là điện thoại của mình có thể sử dụng luôn mà không cần phải mang nhiều bộ sạc. Phần mềm là thứ mà mình muốn có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn, bởi vì nó có rất là nhiều những cái tính năng và ứng dụng hay ho cho những bạn nào đang sử dụng hệ sinh thái của Huawei nha. Ví dụ như là tính năng Huawei Super Device sẽ cho bạn khả năng kết nối kết hợp giữa laptop và các thiết bị trong hệ sinh thái Huawei như là máy tính bảng, màn hình MacView, máy in. Máy cũng được cài đặt sẵn Windows 10 nhưng sẽ tự động hỏi bạn có cập nhật lên Windows 11 hay là không. Và theo mình thì các bạn nên lên đi, vì hiện tại thì Windows 11 cũng đã ít lỗi và ổn định hơn rất nhiều rồi. Chúng sẽ có rất nhiều những cái tính năng mới cùng với hệ giao diện cũng rất là mới và đẹp, trực quan hơn nữa. Tổng kết lại thì trong khoảng giá này, Huawei MateBook 14 là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho anh em nếu như nhu cầu của bạn thiên về văn phòng, muốn tìm một mẫu máy đẹp, cao cấp, tiện dụng và có chất lượng phần cứng tốt thì Huawei MateBook 14 rất đáng để cân nhắc. Nếu không có một số điểm trừ như là chất lượng webcam chưa được tốt, rồi phần đèn nền bàn phím hơi tối và khả năng nâng cấp hạn chế thì đây là một chiếc máy khá là hoàn hảo rồi đó. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Hãy để lại một bình luận bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.